Lý Hải tiết lộ thời gian bấm máy phần 7 series lật mặt. Lý Hải cho biết, sau thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho dự án mới, anh sẽ bắt tay bấm máy phần 7 series lật mặt vào đầu tháng 12 sắp tới. Mới đây, Lý Hải hạnh phúc đón sinh nhật bên vợ và bốn con. Dù đã bước sang tuổi 55 nhưng Lý Hải vẫn giữ được nét trẻ trung, phong độ. Lý Hải cho biết, sau thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị mọi thứ cho dự án mới, phần 7 của series Lật Mặt sẽ được bấm máy vào đầu tháng 12 năm 2023. Dự kiến phim khởi chiếu vào dịp ngày 30 tháng 4 năm 2024. Cũng trong dịp sinh nhật, Lý Hải đã cùng Minh Hà trở về làng chiếu ở Đồng Tháp tặng 200 phần quà trị giá 100 triệu đồng cho trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Yên, Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Đây cũng là nơi Lý Hải xây dựng thành bối cảnh chính trong phim Lật Mặt 6. Sau khi kết thúc quá trình làm phim, Lý Hải đã tặng lại lò nhuộm lát cho người dân nơi đây để bất kỳ ai nếu muốn đều có thể sử dụng, với hy vọng phần nào níu giữ nét tinh túy của làng chiếu truyền thống. Hình ảnh vợ chồng Lý Hải, Minh Hà đi từ thiện. Mới đây, trọn bộ series Lật Mặt bao gồm phần phim mới nhất Lật Mặt 6 đã được công chiếu toàn cầu trên Netflix và tạo được hiệu ứng tốt. Có rất nhiều khán giả quan tâm và muốn được tham quan bối cảnh của phim Lật Mặt 6. Ngoài việc phục dựng lại làng chiếu, tu bổ lại đình thần Định Yên, địa phương cũng cho dựng lại một số bối cảnh trong phim để khách du lịch có thể tham quan. Cũng trong dịp này, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà còn đến chùa Liên Hoa để cùng Đại Đức Thích Minh Phước trao 50 suất học bổng, 500.000 đồng một suất và 500 phần quà cho bà con ở ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.